Là kế đến chúng con xin chuyển đến cho camera Trịnh Dung Thảo và chúng con kính xin thầy Hạnh Phú chuẩn bị câu hỏi ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni, kính bạch thầy, thưa bạch ban tổ chức, thầy cho con hỏi ạ. Ban hộ niệm chúng con đã phổ biến và cho con cháu của thành viên ban hộ niệm ký đơn mời ban hộ niệm cho người thân rồi, nhưng khi nhận ca chúng con có nên yêu cầu gặp đủ cả con cháu trong gia đình người bệnh để giải đáp thắc mắc 15 điều quy định không ạ? Và nếu không đủ con cháu, ví dụ như 5 người mà 4 người đồng ý, còn một người chưa đồng ý, thì chúng con có nên nhận ca hay không ạ? Thầy dạy cho chúng con hành cho đúng pháp hộ niệm ạ. Con xin thành kính và tri ân cảm niệm công đức của thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quy luật rất quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta đi hộ niệm, nhận ca hộ niệm, đầu tiên chư vị gửi cái quy luật dành cho gia đình người bệnh, cho gia đình người bệnh xem qua. Nhưng mà thưa với chư vị là không phải gửi như vậy là đủ đâu. Có nhiều người ta gửi ta đi cất con tủ nhưng người ta không có nghe. Mà cái lần đầu tiên tốt nhất là chư vị nên làm như thế này. Là yêu cầu gia đình tụ tập lại càng đông đủ chừng nào càng tốt. Và nên dành trọn cái thời gian của buổi hộ niệm đầu tiên đó mà nói về quy luật hộ niệm để cho tất cả những người trong gia đình hiểu cái quy luật này và họ chấp nhận làm cái quy luật này thì chúng ta mới có thể hộ niệm cho người ta dễ dàng và cái sự thành tựu cao hơn. Ở đây thì chư vị nói là có nên coi như là phổ biến lại hay không thì do ông nói là bắt buộc phải phổ biến lại, nhất là trong những cái giờ đầu tiên của những lần hộ niệm đầu tiên. Có thể là nếu đầu tiên tất cả thành viên trong gia đình họp lại đầy đủ thì có thể là một buổi đó đủ rồi. Tuy nhiên có nhiều gia đình vì bận biểu cái gì đó, có người có người không, thì trong những lần sau chúng ta có thể nhắc lại cái quy luật hộ niệm để cho những người mà vắng mặt người ta biết qua. Biết qua thì người ta tôn trọng thì như vậy là giảm thiểu tối đa những cái chướng ngại trong cái việc mà hộ niệm cho người thân họ mới tốt. Nhớ nha chư vị. Cũng có nhiều ban hộ niệm và cũng có nhiều cái gia đình là có những người tin, có những người nhất thiết không tin. Xin thưa thẳng với chư vị, ngay như cái chuyện vãng sanh của cụ Phạm Thị Xuyến, Pháp Danh Diệu Sao hình như cũng có cái thông tin này. Tức là có những người không tin, nhưng mà miễn sao cái người không tin đó, người ta không phá, không cản trở, không quấy rối, thì chúng ta cũng có thể hộ niệm được. Chứng tỏ rằng là cụ Phạm Thị Xuyến, Pháp Danh Diệu Sao đó phải không này? 14 tiếng đồng hồ vô cùng viên mãn. Đây là cái trường hợp mà chúng ta có thể ứng dụng. Cho nên mong chư vị nhớ là cố gắng thông qua cái nói về cái điều quy luật cho cẩn thận và đề nghị gia đình những người tin phải tin cho vững, cố gắng gìn chữ và yêu cầu những người không tin đừng nên quấy rối để chúng ta có thể hộ niệm được. Nếu có những ban gia đình mà quyết lòng chống đối một lần, hai lần, ba lần mà chúng ta không có giải tỏa được thì đành rằng chúng ta phải rút lui, không biết làm sao. Nhớ nha chư vị nha. Như vậy thì rõ ràng là nhận ca hay không nhận ca tùy theo cái trường hợp mà gia đình có quyết lòng chống đối hay là quyết lòng thuận. Nếu mà nhiều người trong gia đình quyết lòng chống đối thì đành chúng ta phải rút lui. Chứ còn như người ta không tin mà không chống đối, chư vị cũng có thể nhận ca hộ niệm cho người ta. Cố gắng là nói người những người tin tưởng đó phát
tâm mạnh mẽ lên, phóng sanh, niệm Phật, hồi hướng công đức, làm đúng theo quy luật thì cũng có thể cứu được người thân của vạn sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức thầy Dương Tình Hải.